Đây, đâu, 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 có phải không, có phải không? Đâu? Ê! Ê, cắt đâu? Ôi, cái, ê, 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 cái gì vậy? Hello, chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay giới thiệu với các bạn luôn, ở đây là anh Tư Khải. Chào các bạn. Là hôm nay team của mình xuống dưới chỗ anh Tư Khải các bạn. Thì ghé nhà anh Tư Khải. Hôm nay thì sau khi ghé nhà anh Tư chơi thì mình tổ chức một trò chơi luôn các bạn. Thì ở đây thì có Hòa Thượng nè, Hảo Hán và bên kênh của Ti Cận Vệ. Với đồng thời ở đây là kênh anh Tư Khải luôn. Đó, kênh anh Tư Khải đại diện hai người. Ở đây là con, Phát Triển. À Phát Triển, còn con là Băng Hổ. Rồi con Hoàng Lâm Hồ, còn đây là Thắng Cá Lóc. Rồi Thắng Cá Lóc nha các bạn. Còn ở đây là anh Tư Khải. Thì các bạn á, đây có ai mà biết đến anh Tư Khải thì ghé qua kênh anh Tư Khải để ủng hộ anh Tư Khải luôn nha các bạn. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho anh Tư luôn nha. Thì hôm nay thiện mình xuống đây á, mình muốn tổ chức một trò chơi cho các em ở đây giao lưu giữa ba tem cùng là hợp lại để mà tổ chức một trò chơi các bạn, gồm có là tem anh Hai Vlog, tem Ti Cận Vệ và tem anh Tư Khải, để coi sức mạnh của tem nào sẽ là một sức mạnh tuyệt đối nha các bạn. Gồm có mình tổ chức ở đây là ba trò chơi. Ở trong đây anh Tư phổ biến trò chơi thêm cho các bạn biết anh Tư. Ở trong đây á là mình có ở đây là còn Tết đó các bạn, thì ở trong đây mình có 6 bao lì xì. Ở trong đây 6 bao lì xì này sẽ chia thành là hai đội, mỗi đội là coi như là ba người. Ba. Dạ, đúng rồi. Khi mình bốc bao lì xì rồi mình biết mình là đội nào. Đúng rồi. Dạ. Ở trong đây nó phân biệt khác nhau hoàn toàn. Dạ. Rồi bây giờ người đầu tiên mà gọi là khai trương. Của team mình hay về lớp cho Hòa Thượng bốc trước đi. Ok. Tặng cho Hòa Thượng trước đi. Thì giờ Hòa Thượng sẽ gặp may mắn nha. Một tờ cho Hòa Thượng. Tiếp theo. Đây. Hảo Hán. Rồi. Rồi. Coi coi Hòa Thượng cho các bạn xem cơ mình được cái gì chứ. Đúng rồi, phải bốc ra coi Hòa Thượng có may mắn hay không. Để mình về với đường. Đâu đâu cái cái gì đó đây. 5k cho Hòa Thượng, 5k, 10k cho Hảo Hán. Rồi hai người đứng hai bên. Vậy là Hòa Thượng với Hảo Hán không chung một đội nữa nha các bạn. Đó, tiếp theo. Rồi, không hề nhỏ. Đúng rồi. Tiếp theo. Phát triển được bao nhiêu đây? 10 ngàn. Về đôi đây. Về đôi anh Hảo. Tiếp theo là Bằng Hữu. Bằng Hữu. Để coi Bằng Hữu được lá thăm gì nha các bạn. Số mự đi, số mự. Để coi số máy à? 10 ngàn. Đây. Rồi 10 ngàn. Dạ, trả tặng mà dán hơi kỹ nha. 10 ngàn. Rồi. Hình như không có tiền luôn á. 10 ngàn. Hảo Hán. Rồi tiếp tục. Còn tiếp tục ở đây. Để coi coi mấy ngàn. Quang Lòng Hồ bao nhiêu? Quang Lòng Hồ 5 ngàn về đôi của Hòa Thượng. Còn ở đây là Thắng Cá Lóc. Tại cuối cùng luôn. Coi chừng là tờ 10 ngàn. Không có rồi. Rồi 5 ngàn. Rồi về đôi bên đây. Vậy là ngày hôm nay đội số 1 của chúng ta gồm có là Hảo Hán nè, Bằng Hữu, Phát Triển. Ok luôn. Rồi còn đội bên đây gồm có Quang Hòa Thượng. Hòa Thượng Thắng Cá Chép. Ủa không, Thắng Cá Lóc. Thắng Cá Lóc. Không, nói chung thắng gì cũng được nha các bạn, miễn có thắng là được. Như vậy á, em thấy hai đội này nói chung nó cũng ngang tài ngang sức với nhau đó anh An. Rồi, bây giờ thấy quá ok phải không? Ok. Để coi coi. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ phổ biến trò chơi tiếp theo nha các bạn. Nhưng mà ở đây hôm nay chú sẽ tổ chức gồm có 3 trò chơi. Yeah! Để mang về cho mình 3 bao lì xì. Wow! Đây. Đây. Wow. Trong 3 bao lì xì này có rất là nhiều tiền bí ẩn ở trong đây. Gồm có nhiều. Đây cái này nè Nút. Okay. Đó, 3 cái nha các bạn. Ở trong đây gồm có 3 thể loại đồng tiền, gồm có 3 mệnh giá khác nhau hoàn toàn. Okay. Khác nhau không hề nhỏ nha. Để coi coi đội nào mà chiến thắng được 3 trò chơi thì sẽ mang về cho mình 3 cái phong bì này luôn. Đúng rồi. Rồi mình thắng một cái là biết mình được lấy được mấy cái không? Một bao. Đúng rồi, chính xác 2. Thắng hai thắng một chẳng là nhận được một bao lì xì. Ok, chẳng là nhận hai bao. Ok. Thông rồi anh. Bây giờ khá là tuyệt vời. Thì ngày hôm nay mình đến cái khu vực này nè các bạn, mình nhìn thấy khá là nhiều dừa đây, các bạn có thể thấy nha. Đây, ở trên đây là dừa rất là nhiều nè, nhưng mà vì các em còn nhỏ nên mình đã lựa được một cây dừa khá là tuyệt vời. Đây, cây dừa này nha, tầm mắt mình là vừa luôn nè các bạn. Wow. Để cho các em ai là người đó đó, đây đây đây, tới đây nè, tụi mình đi tới đây nha mấy đứa. Cái mình bẻ trái dừa nè, thấy không? Trời, trái dừa. Xong rồi cái biết làm dùng. Đây, đây anh Út, mình đổ vô cái ly này nè. Cái đội nào á mà đổ đầy ly nước này trước là đội chiến thắng. Chính xác. Ồ, cho ban giám khảo uống một ly đó. Ok. Là lấy được một cái lá thăm cũng như là một okay. Một cái phong bì. Có ý kiến này. Rồi. Giờ một thằng hái, giờ một thằng chắc nước ra, giờ một thằng uống đi. Một thằng hái không được. Làm như vậy không có sự công bằng lớn như khi được. Chán. Không, mình cho hái phải tự nhiên. Tự nhiên. Hoàn toàn từ tự nhiên.
Rồi bây giờ trò chơi thứ hai là trò chơi trốn tìm. Đúng rồi. Trò chơi trốn tìm, mấy đứa biết sao sao không? Đây, trốn tìm. Mỗi đội được 5 phút. Đội này đang bàn về vấn đề kế hoạch bẻ dừa. Chưa chắc ăn đâu, đừng bàn quá. Đội này trốn 5 phút. Trong 5 phút đội này tìm được thì đội này chiến thắng. Ok. Trong 5 phút còn lại mà đội này tìm không được đội này thua. Là thua. Ok chưa? Còn hôm nay chú không hề đi tìm ai hết. Dạ. Rồi ok nha. Còn trò chơi thứ ba là các bạn, ở đây mình phổ biến luôn. Ở đây gồm có 6 cái cần câu. Đội nào mang lên con cá đầu tiên? Mấy con vậy mấy đứa? Ba con đi. Hai đội quyết định chưa? Ba con. Ok, vậy là đội nào mang 3 con nha anh Tư. Ok. Anh Tư kiểm tra em nha. Ok. 3 con lên thì là đội chiến thắng. Đã. Bây giờ trò chơi đầu tiên mấy đứa muốn chơi gì? Bây giờ như vậy. Rồi mấy đứa đó hiểu thể lại cho chơi chưa? Hiểu. Trò chơi thứ nhất là gì? Chú An chưa nói mà chú An nói mà. Nãy giờ nói 3 lần luôn rồi. Trò chơi nhất là hái dừa. Trò chơi thứ hai là câu cá. Đúng rồi. Trò chơi thứ ba là trốn tìm. Trốn tìm, ok luôn. Bây giờ như vậy luôn nè. Trốn tìm là đội này tìm đội này 5 phút, đội này tìm đội này 5 phút. Bây giờ là chắc chú cho trốn tìm chút quá. Giờ như vậy, bây giờ chú sẽ đếm 1, 2, 3. Ai là người bẻ dừa trước? Nhanh. Từ từ mình tính rồi cái ly nước đâu ba trái dừa luôn các bạn ơi quan trọng là đập đi đây đây cái chân đó lên đây đây chẳng thấy nước gì cho nè chưa chảy chưa rồi lẹ lên bà thượng đang đang luôn xuống đè đây rồi xong luôn mà thương xuống đè các bạn ơi rồi vô đâu rồi chưa có biết nào hết trơn anh cũng chưa có biết nước nào nha các bạn anh chưa có biết nước nào luôn đập lẹ lên rồi để rồi lẹ lên được chưa đội đội của ngoan làm rồi được biết nước bạn ơi được chưa dụng luôn trời ơi nhiều nước quá vậy sắp đây rồi trời đẹp luôn rồi chưa chưa hả từ rồi chưa đây chưa thành công lẹ lên quá chừng luôn chưa đây lên hoàn toàn chưa đầy ly nước này chưa đầy nha chưa rồi. Ôi. Hay. Yeah. Hòa Thượng đã chiến thắng. Ok. Đã đầy ly nước còn đôi ảo án còn đang đứng đằng kia. Đây là cái nhá. Còn bạn Phát với bạn bằng với Phát Triển. Mệt quá các bạn ơi. Trời bằng rồi. Với Phát Triển. Rớt chết luôn. Rớt chết luôn. Đây là các bạn, vậy là đội của Hòa Thượng đã làm à đây vừa mệt quá các bạn ơi. Rồi đâu đồ Hòa Thượng uống ngay vô quá đã luôn. Đó là cái công sức mình bỏ ra không uống đâu. Đúng rồi, công sức mình bỏ ra từ mình uống luôn. Ok. Thắng cá chép đâu? Thắng cá chép đâu đây? Bụi quá chú em ơi. Thắng cá chép bỏ không? Ông Hòa Thượng lâu chứ nói lộn mày. Rồi đâu hết rồi. Đó chép rồi. Rồi Hòa Thượng uống xong đây rồi, chú sẽ trao cái bao lì xì nha. Đó là ngoạn quá. Thì sau trò chơi vừa rồi thì đội của Hòa Thượng và Thắng Ca Lóc cũng như Quang Làm Hồ thở hì hà hì hò luôn các bạn. Rồi mình sẽ được lựa một cái mệnh giá trong những bao lì xì ở đây. Hợp ý vừa hay là hẹn cái ngoài thôi chụp xì đi hẹn nạp thắng thì nở hơn gì nữa chị em xì quay xì bồ nhà mà cũng không thấy hả ra nó ra rồi mày ra gì vậy kéo hụt mày ra này kéo tôi kéo này biết Rồi. Như vậy là bỏ lựa nha. Nha. Coi đó, chừng mình lựa cái bao lì xì mình giá nhỏ nha. Đây. Đây. Đây.
Thôi. Việt Nam ham to các bạn ơi. Quá ngon. Một trăm. Một trăm ca. Quá tuyệt vời các bạn. Một trăm. Rồi, phần hai bao lì xì này vẫn là những điều bí ẩn nha. Ok luôn. Ok. Rồi. Thuộc về ba em. Yeah. Hòa Thượng đã được 100k đầu tiên. Ok. Wow. Trong đây các bạn đón chờ xem nha. Trong đây còn khá là nhiều đồng tiền mệnh giá trong đây. Để coi coi đội tuyển nào sẽ lấy về cho mình được nhiều tiền nhất trong ngày hôm nay. Mệt không mấy đứa? Dạ. Trò chơi hôm nay có vui không? Dạ vui. Vui không anh Tư? Vui quá. Quá vui luôn. Nhưng mà thực sự Hòa Thượng quá nhanh các bạn ơi. Đúng rồi. Còn à, còn bạn Thắng. Thắng thì tớ ôm bạn Hảo. Còn con là không được luôn. Thắng ôm bà nào mà hồi mình thấy có bụng luôn. Kiểu hôm lâu quá đó. Cái lây bụng nó gom lại sao á? Không chứ em lúc đầu Hảo chơi tôi cầm quần như này chứ em. Hên, hên là quần Hòa Thượng có dây nịt nha các bạn. Đời giỡn chơi hoài. Hay quá hay quá. Rồi, bây giờ chú sẽ phổ biến trò chơi tiếp theo. Ok. Thì bây giờ trò chơi bẻ dừa cũng đã banh chành cây dừa rồi các bạn. Đây các bạn có thể nhìn thấy nha. Đây, cây dừa mà mấy em làm nó te tua cái này này các bạn. Không biết dép quốc của ai mà người một chiếc ở tùm lum nơi. Bây giờ thì mấy đứa đã chuẩn bị cho mình vào trò chơi thứ hai được chưa? Được rồi. Trò chơi thứ hai rất là đơn giản. Bây giờ mỗi đội sẽ chuẩn bị cho mình là một chưa? Một gì biết đâu. Một cái vị trí để nhăm mười nha. Rồi. Mỗi một đội đây, ở đây là có một cái cây dừa này khá là đẹp nè. Đây đây vị trí này đi ha. Đó. Bây giờ thì mình sẽ vô đây nhâm 10. Được chưa? Rồi. Các tuyển thủ của chúng ta chuẩn bị mỗi người một cái cần câu. Câu cá. Câu cá chứ các bạn ơi, đội nào sẽ được câu được cá sẽ là người đội chiến thắng. Mình đang dụ các tuyển thủ. Cái mồi. Ông kêu ăn. Đào đi, kiếm chỗ nào đào đi. Đào đại đi. Đào đi. Ở nhà lúc nuôi khá là nhiều bò luôn các bạn ơi. Rồi sao rồi sao rồi? Trời ơi, cái đội của Hoa làm hầu đó đâu. Trời ơi, cái đội của Hoa làm hầu là nó đào liên tục luôn bạn ơi. Trời ơi nó kiếm à. Đào bằng đất luôn rồi. Ở đào đào bằng cục đá luôn rồi. Đào chỗ mềm mềm em ơi. Mang ba cá về cho mình sẽ là người đội chiến thắng. Cố gắng lên. Tụi bay đào đi, tao móc trùng vô đi câu luôn. Đúng rồi. Có cái đội này nó ghê thiệt. Đây rồi. Chết cha là cái đội kia nó có cái cuốc rồi mấy đứa ơi. Cái đội kia nó kiếm được cái cuốc rồi. Đúng rồi. Hay quá. Sử dụng được cái cuốc nha. Rồi lẹ lên. Bây giờ thì Hảo Hán cứ đào rồi cho Hòa Thượng tìm trùng. Chỗ nào đây? Cướp đi em. Cướp đi. Mạnh lên. Hiện tại thì... Ở đây nè Hảo Hán ơi. Dạ. Đâu? Sâu xuống. Sâu xuống mới kiếm mồi được nha. Bên kia lẹ, bên đó. Hay quá. Rồi, đây có cái trang luôn. Ủa sao xài cái cuốc thì cái trang? Cái trang không nổi rồi. Trời ơi. Trang khó là kiếm. Rồi đội Hảo Hán. Đội Hảo Hán có trùng rồi mà. Rồi được một con bạn ơi. Hát đem ra ngoài câu trước đi. Giật cái con lại. Không. Chưa mà. Câu đi. Đâu vậy? Tức câu nhanh lên. Thả thứ này dính cá lồng tiền. Câu đi, câu đi. Chạy chưa anh chưa. Hòa Thượng được có trùng rồi. Hay quá Hòa Thượng ơi. Hay quá Hòa Thượng câu Hòa Thượng ơi. Đâu rồi. Câu. Rồi Hòa Thượng tiếp tục đào nữa bạn ơi. Một con nữa. Hay quá. Đừng. Chưa. Cái tay nha. Không được ăn thôi nha. Ủa chung của ai vậy đó lấy chứ. Đúng rồi, của ai vậy lấy. Không được gian nha. Ở đó thằng đó. Nè, thấy. Cứ lo nào chung của cá mà thật con cá. Đúng rồi, đủ rồi, lấy con nè, đủ mồi rồi, câu lẹ lên rồi. Nhanh, có mồi rồi. Chạy. Đây. Đây. Nè. Đúng rồi, đủ rồi. Đó, em chung lấy câu cá nè. Câu nè. Chiến thắng vùng này không? Thắng chứ em. Rồi, bảo đảm không? Bảo đảm. Vậy là đội của... Như vậy là đội bạn ơi. Đâu rồi? Bên nào? Đi câu cá ở đâu? Ơi mình đi theo các em nha, để coi tuyển thủ của chúng ta ai là người câu dính cá trước nha. Hên xui nha. Đâu? Mấy bạn cứ tự lựa đi. Đi ở đâu? Đi, mình qua đây. Rồi cái đội này chạy về bên đây, còn cái đội kia chạy về hiếm kia bạn ơi. Chúng ta chờ xem cái đội nào giành chiến thắng nha. Chúng ta chờ xem nhé. Hảo Hán rất là nhanh tay lẹ chân luôn các bạn ơi. Như vậy hai đứa câu đã thả xuống đây rồi. Nhà anh Tư ở dưới đây diện tích khá là rộng luôn các bạn. Rộng rãi lắm nha. Rồi đội Hòa Thượng câu cá bên đây nha các bạn. Coi chừng liệu bên kia ta câu dính trước á.
ba tuyển thủ chúng ta về đây câu cá. Ủa, ba đứa một đội đúng không hay là đội khác nhau? À, ba người một đội luôn. Thấy dưới đây sao hòa thượng rộng không? Rộng chứ. Ừ, mà sao không thấy cá gì chưa nè? Cái đìa này thấy êm quá các bạn. Trời. Rồi, các tuyển thủ của chúng ta cũng đã tấn công tới luôn rồi, tranh thủ ra câu đi. Vậy, đây hảo hán nó chạy ra để giành điểm cho mình để chỗ câu nha. Rồi phía sau là anh Tư nha, anh Tư Khải đang chạy phía sau các bạn ơi. Cố gắng lên hảo hán ơi, mày khó ăn tao thì hảo ơi. Hồi nãy vừa tao bán được thôi, câu cá tao chấp mày. Mày chưa câu dính mà mày ngồi đó la. Đỡ nó chứ không đỡ mình hả Hoàng? Nãy nhìn nó bẻ dừa là tình hình là nó không ăn được rồi. Tại anh thắng nó ôm tao mày ơi, chứ không là tao bẻ được trái dừa rồi. Vì sao mày ôm nó chi mà nó nói thắng? Mày thấy cái giò của nó không? Thấy. Giò tao chứ mày lại giò nó mày hiểu không? Sao mấy cá giỡn mày? Câu cá là phải từ từ chứ mấy anh. Trời ơi, xảy hoài luôn chưa ăn á. Ôi Phát, cô Phát hình như thấy đĩa mấy lần rồi Phát ơi. Trời ơi, hai ơi, nó đĩa chứ nó đâu có ăn đâu mà dính. Phát ơi Phát, mày nói nhỏ nhỏ thôi chứ mày nó lớn cá nào dám ăn. Trời ơi, anh hai ơi, la lớn cho khỏi ăn mấy người kia luôn. Chết bà rồi Quang ơi, sao cá nó không ăn chân mày? Sao hôm nay nó ăn chay gì mà nó không ăn chân? Chạy xô tiếp rồi. Giờ phải chạy xô rồi. Dạ, tiếp tục đi nữa anh em ơi. Ờ, đi thôi anh em mình cùng đi thôi. Anh em mình đi luôn. Các tuyển thủ chúng ta di chuyển liên tục các bạn ơi. Chỗ nào cũng có cá hơn. Bây giờ thì về các tuyển thủ ơi. Thấy câu cá khó quá, đội nào câu dính một con cho bốc bao lì xì luôn. Cho đâu, ok không? Ok chưa? Ok luôn không? Rồi tán thành chưa? Tán thành không? Hòa thượng sao? Tán thành không? Như vậy là các tuyển thủ chúng ta đều đồng ý với thế cái cách này anh An ơi. Ờ ok ha. Ok. Anh nè, các tuyển thủ đội bên kia có đồng ý không? Ok. Ok, con cá đầu tiên là con cá chiến thắng luôn. Ok. Để im nha, thắng cá lóc rồi, để im nha. Ai là người mang lên con cá đầu tiên nha các bạn. Tuyệt chiêu, kêu gọi đồng đội. Muốn cà phê dạy sĩ với mày. Cà phê con trộm á. Cà phê OM hả? OM tơi mày á. OM là biết gì không? Chết mau cái gì? Thôi mày không biết mày im đi cho tao cá ăn cái mày. Đây đâu đâu cái này. Có phải không? Không phải không? Cá chết rồi. Cá đâu? Ôi ôi cá gì? Lẹ 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 lẹ. Chiến thắng con cá. Con cá gì ta? Cá phi. Cá phi cầm lên coi. Cá rô phi. Ủa con cá quá to các bạn ơi. Còn thương ơi. Yeah. Yeah. Anh nó dính có chút xíu à. Ui con cá dính có chút xíu à trời. Rất là may mắn cho đội và chúc mừng đội Hòa Thượng nha. Yeah. Rồi con được con cá phi lên các bạn khá là to luôn. Đâu ba đứa cầm cá phi coi. Hay luôn. Quá trời đó cho các bạn xem nha. Vậy là đội này xứng đáng để lấy một bao lì xì tiếp theo cho đội mình. Yeah. Đội mình được một con cá đầu tiên nha các bạn. Yeah. Vậy là đội Hòa Thượng là đội chiến thắng ở vòng thi câu cá này do các tuyển thủ chúng ta đổi phương hướng là từ 3 con thành 1 con. Nhưng mà một con này cũng khá là xứng đáng nè các bạn ơi. Quá trời to luôn. Trời ơi. Rồi bây giờ anh Tư sẽ là người trao giải. Đây. Cái nào? Cho cái phía nào đây? Cái này nè. Cá to quá, cá này đi. Đổi cái bao lì xì. Cái này. Ừ. Ừ. Nhiều rồi coi coi tiền trong đó 200. Quá trời. Yeah. Như vậy là còn một tàu bí mật nha các bạn. Trời này phải bằng gấp mấy lần mấy tàu kia cơ. Yeah. Thấy chưa? 2 tỷ hả chú An? Không có, một tờ vé số. Tương đồng 2 tỷ đồng. Wow. Thấy chứ không phải đâu nha các bạn. Ở trong đây là đang bí ẩn nha, thôi tạm thời gọi là tạm thời giấu lại cho mấy đứa. Có một cái bí mật. Bây giờ đội của Hòa Thượng sẽ nhâm 10, còn đội bên kia đi trốn. Chú chỉ cần đếm từ 1 đến 50. Bây giờ không 5 phút thì nó hơi lâu. Chú đâu rồi không biết. Chú đếm vậy nè, chú đếm rất là đều nhau. Nha. Hay là ở đây có ai có cái điện thoại không ạ? Thôi bây giờ mình đếm đi. Thôi bây giờ chú đếm đi. Chú đếm từ 1 đến 100 là đội kia phải có trách nhiệm tìm được đội kia. Ok không? Khu vực mới được chứ em. Hả? Khu vực mới được. Khu vực đây nè, trốn thoải mái khu vực này luôn. Ờ khu vực bao vòng vòng đi. Nhưng mà đội kia là đội kia nhâm 10 500 là đi tìm liền. Mặc dù đội kia trốn hay không? Okay lắm. Bây giờ đúng ra là chú để mỗi đội 5 phút mà thôi, để chú đếm luôn đi, 100 cũng giống như vậy thôi à. Không, giờ đội nào mà chạy vô cây cột trước thì người đó nhanh thôi. Sao được? Sao được? Không, bây giờ như vậy đi. Bây giờ chú có một cái thể lệ trò chơi nè. Bây giờ mấy đứa muốn chú đếm bao nhiêu để tìm đến đội kia? 200 đi chú. 200. Rồi bên đây.
là chú anh đếm á, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vậy đó. Đúng rồi, 200 là nó nhiều lắm đó, thời gian nó dài á. 60 đi lâu đi, 500 đi. Ôi 500 dài lắm, dài lắm, tới tối luôn. 500 mấy con đếm rồi, 100 thôi, 100 thì hơi ít. Số 1 là 200 là vừa. 200. Ok. Vậy bây giờ đội Hòa Thượng chiến thắng hai vòng thi rồi, thôi đội mình nhắm 10 đi. Dạ. Cho đội kia đi trốn. Ok luôn. 500 nha. Trời, gỡ kèo đó nha. Rồi, gỡ kèo nha. Rồi, bỏ cần câu gọn vô một phía nha. Con cá bỏ đây luôn đi. Tí mang vô rồi mình làm sự món gì anh luôn nha anh Tư. Đúng rồi. Vô. Rồi chưa? Rồi bây giờ anh Tư có trách nhiệm quay mấy em đi trốn giùm em nha. Ok. Còn đội Hòa Thượng nhắm cho chú ở đây kiểm tra. Bắt đầu. Vô. Ủa nhắm đây luôn hả? Chơi từ. Mấy tiểu thủ đếm sai rồi, đếm lại từ đầu. Chậm lại, 1, 2, 3, bắt đầu. Thủy đếm nhanh mà chú em. Thôi đếm vừa, thôi đếm nhanh quá, cho chạy em kịp. Rồi, 1, 2, 3. Chạy nhanh lên. 200. Tranh thủ nè. Chứ mới 200 à, người ta phải 500. 500. Tôi cầm 4. Tao. Chưa. Đợi người cuối cùng đem 500 mới được. 500. Rồi. Ba tiền thủ chúng ta đi tìm. Nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Như vậy là Quan Lập Hồ đang đi tìm nha các bạn. Mình sẽ quay Quan Lập Hồ. Tôi thử cái Quan Lập Hồ có tìm được bạn nào không. Rối não rồi. Chết chưa. Rối não rồi. Sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, cái gì mà được, 37, 38, 39, 40. Như vậy là Quan Lập Hồ không tìm được bạn nào bạn ơi. Trời ơi, con cò bay lên luôn. Tìm được con cò không ạ? À? Bốn mốt, 42, 43, 44, 45, 46, không biết, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Rồi, là kết thúc nha các bạn. Một người bị bắt thì coi như là tạm dừng cuộc chiến. Bắt được một người rồi, vòng về thôi mấy đứa. Còn hai người kia coi như loại bỏ. Rồi, bạn Phát đã bị bắt ở con số là 80. Gấp gần quá vậy. Ok luôn. Hòa Thượng đây, còn bạn Thắng ở bên kia, bạn Ngoan ở đằng này. Và bắt được bạn Phát rồi phải không? Rồi về bạn Phát là trốn được tỷ lệ là 80. Ok. 80 đã tìm được bạn Phát. Chính xác. Nếu mà đội Hòa Thượng mà đội bên Phát tìm trước được 80, đội Phát thắng. Rồi về đi. Thôi về đi, về đi, về đi. Về đi, bạn Hữu ơi. À, đội của bạn Hữu. Bằng Hữu cũng như là Phát triển. Rồi vô cái cây này đi nè. Cái gốc cây mà có con cá huyền thoại nằm đây luôn. Cá đã hay anh Tư. Quá trời bự luôn. Cá này chiều về cho tem nướng anh nha. Đúng rồi. Cho mấy em nướng anh đi. Rồi chưa, rồi chưa. Ba tuyển thủ của chúng ta đang bàn bạc khá là kỹ các bạn. Bàn bạc để mà chiến thuật để trò chơi này xảy ra. Coi hai tuyển thủ, ba tuyển thủ này của chúng ta có vượt qua con số 80 hay không nha. Yêu cầu đến 81 là đội Hòa Thượng chiến thắng. Áo anh xếp lại em chui vô một lùm. Rồi chưa. 1, 2, 3, bắt đầu. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 56, 57, 60. Rồi, Hòa Thượng ra áo luôn rồi. Chạy. 15, 20, 25, 30. Như vậy là đội của Hòa Thượng đang kiếm đường chạy nha các bạn. Đó, chúng ta chờ xem những tuyển thủ chúng ta nha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95
95 100. Chừng nào mới tới 500 trời? 50 35 40 45 50 16 15 70 75 85 90 95 100 300. 5. Rồi, mấy em đếm nhanh lên. Rồi, ok. Rồi, Hảo Ánh đi tìm tránh thủ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là Hảo Ánh đang trên đường đi tìm các bạn ơi. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Thấy rồi, thấy chưa, thấy chưa? Như vậy là thằng Hữu đã gặp được các bạn ơi, quá hay luôn. Wow. Ai lên nói tiếng, ai kêu gì? Ai? Thấy qua đồng hồ phải không? Rồi qua đồng hồ nó bị phát hiện em ơi. Trời ơi, tiếc quá. Quá là tiếc luôn bạn ơi. Trời ơi, qua đồng hồ trốn quá này, kỹ xa luôn bạn ơi. Mình không ngờ chạy tới đây luôn á. Trời ơi, cái đội này quá là thông minh luôn, chạy khá là xa nhưng mà không thông minh bằng cái đội của Hậu Án. Vòng về thôi. Rồi vòng về, sâu quá các bạn ơi, sao mấy em bay qua được hay vậy ta? Sao bay qua được hay hả? Rồi về thôi, về thôi. Qua thượng ở đằng kia nhưng mà cũng không trốn thoát được vì đội mình đã bị bắt rồi các bạn. Xin chúc mừng đội Hậu Án nha. Thế nào là cũng quần lên đây hả? Trời ơi, nó chạy làm sao mà quá trời sao luôn, cả cây số rồi trời. Đã cũng đón trước được rồi, đội này chơi là càng xa càng tốt. Đúng rồi, trời ơi, còn thắng cái lóc mà chạy hiện bên kia, bạn coi thấy không? Thắng cái lóc đâu? Yeah. Trời ơi, thắng cái lóc chạy chạy quá chừng. Yeah. Rồi bây giờ mời mấy tuyển thủ chúng ta quay về nha. Bay mệt quá. Các tuyển thủ của chúng ta trốn khá là nhiệt tình nha. Họ thường còn nhiệt tình dữ nữa kìa, Hảo Hán bắt được hay ai bắt được? Hảo Hán. Hay quá Hảo Hán. Thấy không phải bằng hủ bắt được. Bằng hủ bắt ai vậy? Đâu? Gặp anh đi ngang á mà anh không nhìn thấy em á. Vậy hả, nãy chạy ngang mà không phát hiện hả? Bạn Hữu phát hiện, trời ơi, rất là may mắn luôn. Đi cái chỗ rừng các bạn tưởng tượng đi, đưa vô đây làm sao mà tìm được. Mình không còn đi tốn xa luôn á, chỉ cần làm yên một chỗ là có thể là khó phát hiện hơn á. Đúng rồi, chúng ta đâu cần đi xa đâu. Trời ơi, cái chỗ này khá là bí ẩn luôn bạn ơi. Như vậy là anh thấy một điều may mắn ở cái điểm này là cũng em hơn đó, tụi em hơn đó. Quá là hay luôn. Ở chỗ này cỏ khá là nhiều luôn các bạn. Rồi vòng về nữa đi. À. Cái cỏ này là anh Tư anh trồng để cho bò anh á, cái đám bò trong nhà chạy. Trong vòng 80 chú đếm mới có 40 mấy à. Là bị bắt rồi. Dạ quá. Rồi vòng về nữa mấy đứa. 1 2 3. Cũng vậy rồi, ok, qua luôn. Rồi về thôi. Cỏ quá trời cỏ. Hơi rậm rạp các bạn, nhưng mà chỗ này trốn cũng khá là tùm khó kiếm lắm đó nha, nhưng mà sau tuyển thủ chúng ta tìm khá là hay ha. Công nhận thiệt chứ, cái đội này nó chạy nhanh như là ngựa, nó phi một cái mất tiêu luôn, anh không nhìn thấy gì luôn. Tại nãy mình đi chậm á. Mà sao mấy đứa đón cái luồng hay vậy mấy đứa? Tại nãy á, Phán nó thua nè. Thua 100 mấy thì con còn có thể kiếm được, nó thua 80. Con phải gấp rút con chạy kiếm nhanh, không biết qua luôn. 80 là thua rồi. Đúng rồi. Quá hay luôn. Mình thấy á, cái đội của Hòa Thượng không dễ dàng tìm thấy nha bạn, cũng có một sự may mắn ở đây nha. Cái hướng chạy quá là nhanh luôn, tốc độ luôn, chạy 1 phút 30 giây chạy mất tiêu hết trơn à. Không biết anh ngoan chốt cái gì mà nguyên một khu trống vậy là ổng ngồi ổng vòng vòng vậy. Rất tiếc là bạn ngoan nè, chạy giữa đường á, mỗi chân cái gì ngồi tại chỗ cho nên nó bị phát hiện nha. cái bao lì xì cuối cùng không anh? Đúng rồi, còn bao lì xì cuối cùng. Mình thấy á, cái đội của Hòa Thượng không dễ dàng tìm thấy nha bạn, cũng có một sự may mắn ở đây nha. Cái hướng chạy quá là nhanh luôn, tốc độ luôn, chạy 1 phút 30 giây chạy mất tiêu hết trơn à. Không biết anh ngoan chốt cái gì
mà nguyên một khu trống vậy nè, ổng ngồi ổng chùm vòng vậy. Rất tiếc là bạn ngoan nè, à, chạy giữa đường á, mỗi chân có gì ngồi tại chỗ cho nó bị phát hiện nha. Bây giờ đội Hòa Thượng có muốn đấu giá bao lì xì này với đội bên kia không? Khá là số tiền khá lớn, để cho chú mượn. Đâu? Đây, cho em mượn lại nha. Bao lì xì này nha các bạn, ở trong đây là hoàn toàn bí mật, các em không hề biết là bao nhiêu tiền. Đội Hòa Thượng có muốn đổi hai bao lì xì để lấy một bao này hay không? Đổi. Không. Đổi. Không. Không. Mình có ba rồi đâu. Anh thấy tụi em nên đổi đó. Không. Không. Rồi xong, con thắng. Không anh ơi. Đó, không anh chú An ơi. Không ha. Rồi sao? Con muốn đổi cho tao không? Không luôn. Mà quên người ta muốn đổi mình đâu. Thôi. Vậy là cái của ai làm người đấy được. Đúng rồi, của ai người đấy được. Thôi, bây giờ thì để cho Hạo Hán sẽ mở và cho đội bên kia coi coi mình được mấy ngàn trong đây nha. Cái gì đấy? Quá chú An ơi. Rồi bắt đầu. Nhẹp luôn rồi. Quá nguy hiểm luôn nha. Có chứ không bao nhiêu tiền cho các bạn. Xanh. Lên. Ướt luôn là chạy hồ ướt luôn các bạn. Ôi. Ôi. Chết rồi. Anh nhảy chăng em luôn. Rồi không sao. Yeah. Vậy là ngày hôm nay chúc mừng đội Hảo Hán. Tuy thắng một cuộc nhưng mà Hảo Hán đã mang về cho mình được 5 rồi, còn đội Hòa Thượng mang về được 300k do lý do không chịu mua cái vé này. Hôm nay trò chơi tuyệt vời mới đúng không? Quá tuyệt vời đó các bạn ơi. Các tuyển thủ của chúng ta bây giờ có tiền rồi các bạn, quên luôn cả ban đại diện bây giờ coi như bị quên luôn rồi anh Tư ơi. Hôm nay trò chơi hôm nay mấy đứa cảm thấy thú vị không? Dạ thú vị. Đặc biệt là hào hứng không? Dạ hào hứng. Kịch tính không? Dạ kịch tính. Và thôi chắc chú cháu mình cũng xin kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Nếu các bạn thấy video này hay thì đợi mấy anh em mình xin một like, một share đăng ký kênh mỗi mấy anh em nhé các bạn. Nhớ vào kênh anh Tư Khải TV. Đúng rồi, và kênh Tí Cận Vệ để cho ủng hộ Cận Vệ cũng như là anh Tư Khải luôn nha các bạn. Có động lực làm nhiều video hay hơn trong cái năm nay cho mọi người và các bạn cùng xem luôn. Chúc các bạn có ngày vui vẻ. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.